Thưa quý vị, những diễn biến gần đây của giá vàng trong nước có thể ví như một sự nhảy múa khó lường đối với các nhà đầu tư. 5 năm sắp tới đây, giá vàng sẽ tăng lên 111 triệu hay giảm còn 36 triệu đồng? Đây chắc chắn là một câu hỏi không dễ mà có lời giải đáp chính xác. Theo phân tích của công ty MKS BAMP tại Thụy Sĩ, giá vàng trong 5 năm tới phụ thuộc vào việc thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed nhanh hay chậm. Giá sẽ về 1.300 đô la Mỹ một ounce hoặc tăng lên 4.000 đô la Mỹ một ounce. Để dự đoán giá vàng có thể ở đâu vào năm 2027, MKS BAMP đã xem xét phản ứng của kim loại màu vàng đối với các chu kỳ tăng lãi suất trong quá khứ của Fed. Việc tăng lãi suất mỗi lần 0,5% liệu có chế ngự được lạm phát hay gây ra suy thoái? Giá vàng phụ thuộc nhiều vào việc Fed tăng nhanh hay chậm lãi suất như từng xảy ra trong quá khứ. Trong trường hợp Fed tăng chậm lãi suất mỗi lần 0,25% một năm, vàng có thể lên 4.000 đô la Mỹ một ounce trong 5 năm tới, tức tăng gần 2.150 đô la Mỹ một ounce so với thời điểm hiện tại, tương ứng giá quy đổi gần 111 triệu đồng một lượng. Thế nhưng, chu kỳ tăng lãi suất nhanh trên 0,5% có thể gây ra tình trạng bán tháo mạnh đối với vàng. Với giá giảm xuống 1.300 đô la Mỹ một ounce trong 5 năm, tức thấp hơn mức hiện tại 550 đô la Mỹ một ounce, tương đương mức giá quy đổi 36 triệu đồng một lượng, Fed tăng nhanh lãi suất sẽ khiến giá vàng trung bình thấp hơn 32% trong 5 năm, đồng thời cũng có hại cho thị trường chứng khoán. Thêm vào đó, sự lựa chọn của Fed giữa chu kỳ tăng lãi suất chậm hay nhanh sẽ phụ thuộc vào kết quả mà Ngân hàng Trung ương Mỹ muốn đạt được. Fed sẽ chỉ cần lựa chọn chế ngự lạm phát, chu kỳ tăng chậm hơn hay tiêu diệt lạm phát, lãi suất tăng nhanh hơn. Về xu hướng ngắn hạn của vàng, đừng kỳ vọng nhiều vào xu hướng này vì các nhà đầu tư đang ở chế độ bảo toàn của cải và còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào về tốc độ của Fed, công ty MKS BAMP nhận xét. Vàng hiện đã giảm 3 tuần liên tiếp, chuỗi lỗ dài nhất kể từ tháng 12 khi thị trường trái phiếu và cổ phiếu tiếp tục thúc đẩy một đợt tăng lãi suất danh nghĩa và thực tế. Tuy nhiên, mức độ giảm của vàng ngày càng chậm hơn, lãi suất trái phiếu tăng cao và khả năng vàng sẽ xuống dưới 1.850 đô la Mỹ một ounce. Trưa 10 tháng 5, giá vàng thế giới tăng 13 đô la Mỹ một ounce lên 1.865 đô la Mỹ một ounce, nhưng giá trong nước vẫn đứng yên so với đầu giờ sáng. Vàng miếng SJC trưa 10 tháng 5 đứng ở mức 70,3 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra và mua vào ở 69,55 triệu đồng một lượng. Như vậy, giá vàng SJC hiện có mức chênh lệch khá lớn so với mức giá dự báo 36 triệu đồng một lượng hoặc 111 triệu đồng một lượng trong 5 năm tới, chênh lệch khoảng 40 triệu đồng mỗi lượng. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn để biết thêm chi tiết. Quý vị cũng đừng quên bấm like, chia sẻ và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.